Rồi, xin chào cả nhà. Nhà mình đã tới Etheta, chỗ mà có cái đá nó cong ra ngoài biển đó nha. Nhưng mà mình đứng ra đây mình không thấy cái lỗ nó cong ha. Nó bị hụt đó. Mà một hồi chắc mình đứng ở mấy mé đằng kia hay sao á, mình mới thấy cái lỗ nó bị cong. Rồi bên đó có đường đi bộ lên trên đó luôn nha cả nhà nha. Có đường đi bộ lên trên luôn. Xíu nữa mình sẽ đi. Mình đợi ba của Edina tới xong rồi mình mới đi. Tại vì không có chỗ đậu xe cho nên là ba nó thả mấy mẹ con xuống đây rồi đi kiếm chỗ đậu xe. Ồ đó, mình lên trên kia nữa, lên cái quá trời người ta đang đi bộ trên đó ha. Xíu mình lên ha. Đó. Đó. Đây nó kêu là Etheta. Nước lạnh không con? Không hả? Giống hôm qua hả? À. Con muốn lột dài giống anh ba hả? Em muốn lột dài giống con kìa. Phải lột dài lột dế rồi săn quần lên. Kìa nó lột rồi kìa. Định là phải lên trên cái nóc trên đó. Bên đó với bên đây một cái. Ồ trên đó nó có một cái hotel với cái châu Âu nằm ngay biển. Hôm nay trời hồi sáng giờ mưa cả nhà. Cũng mình không có ga. Trời mưa mà mình đi từ chỗ mình thuê ngủ tới đây là cũng 100 cây số cả nhà. Đó. Rồi hôm nay mình sẽ ở đây với mình đi vòng vòng đây nữa. Wow, cảnh đẹp quá. À. Nước Pháp có nhiều cảnh. Té xuống nước đó. Ông Lưỡng đang chuẩn bị đem cái tàu xuống kìa. Đâu rồi, tới bãi biển nữa rồi nè. Đây thầy ta. Đầu là thấy trên hình nhưng mà thấy trên báo mà bữa nay là thấy thiệt ở ngoài rồi đó. Đẹp quá, trường đẹp luôn. Nhưng mà thôi mình phải leo lên trên cái đó nữa đó. Lên trên cái đó trên kia rồi ta đang đi lên mấy chừng nữa kìa. Quá cảnh. Quá trời biển. Bữa nay thấy thời hồng ngon, hôm qua là qua ngon. Gió nhiều quá. Quê. Hôm nay có gió nè. Hôm nay mình sợ lạnh, mặc đồ, đồ quần dài, đồ áo dài. Dừng ra đây thấy trời ấm. Quá trời đẹp ở chỗ này mình thích hơn cái chỗ ngày hôm qua luôn á. Mỗi một nơi là một cái đặc trưng nó khác nhau ha. Ở dưới đó, tới đây là nghe mùi biển nè. Anh ở dưới đó cái gì xanh xanh, rong rêu dữ phải không? Người ta lội đi bắt cái gì ta? Hình như chắc bắt ốc, bắt gì quá. Một hồi mình đi xuống đó không? Hồi nếu có thời gian mình xuống đó đi dài dài đó ha. Có người ta đang đi dưới nhóc rồi. Toilet ở đâu con? Ở dưới con đi. Ừ. Gì? Giỏ của con mẹ đâu có mang lên đây. Đi đâu? À đi đợi. Mình đi từ từ lên trên đó. Kìa. Ina hỏi Ina muốn xuống đó bắt sò không? Người ta đang bắt cái con gì dưới đó nhóc kìa. Đi hồi mình xuống mày đi. Rồi mình xuống ha. Ủa bộ nước lớn là nó lên tuốt tới trên này luôn hả ta? Thấy rìu lên tới trên này luôn nè. Nhà nước lớn nó lên tới đó. Mình nạ chạy lên tinh. Đó, bây giờ leo lên nha cả nhà ơi. Đưa cái này là cái cành nha. Cái cành xưa hả? Cành bùng cơ nữa. À bởi vì nó ấy lại nè, ghi lại di tích lịch sử nè. Tích lịch sử chiến tranh ngày xưa. Dĩnh con anh. Trời con anh đi tới đó. Trời gì đi khỏe nè, nó không có nhiều nắng mà không có gió luôn. Rồi, lên tới đây được một đoạn rồi đó. Mình xuống. Có mấy cái nhà tuốt trên nóc.
quý cả nhà, Na chào cả nhà, Na chào cả nhà. Đó, lên cao một chút nữa rồi đó, đẹp quá. Ôi, Na nhìn dưới thấy đẹp không? Nãy mình ở xuống dưới. Thấy không? Na thấy đẹp không? Nãy mình ở xuống dưới. Cảnh quá trời đẹp hả? Ừ, nãy mình ở xuống dưới rồi mình lên tới đây đậu. Hiện hồi xe bên đây đậu nữa. Xe vào cảnh bên đây. Ai làm giấy cho nó? Con học tí. Ừ, cỏ xanh hết trơn đẹp luôn. Lên trên cái đá này, cái bãi cỏ quá trời đẹp luôn, nó xanh lè luôn. Ừ, quá trời đẹp. Trên chảnh có xe chạy, có người đi bộ nữa kìa. Mệt đó, đó người ta đang đi nữa đó. Ở đây mình cao dữ lắm luôn rồi đó. Bà bà đi nè, sợ. Có người ta đi bộ ra tuốt ngoài đó luôn kìa. Anh, con nói đi bộ ra tuốt ngoài luôn kìa. Mình không dám đứng gần, gần té đó. Kìa, thấy nó đi bộ ra đó không? Trời, mấy người gan thiệt thôi, đứng tuốt hay chút gót qua đó luôn. Sợ té hả trời. Đó là cái săn đánh góp cả nhà ơi. Săn đánh góp, trời ơi, săn đánh góp trên cái núi này nè. Hèn chi mình nói, ủa sao cỏ gì mà xanh đẹp quá trời. Mệt quá. Đi đi, nó cười, tại vì nó nói không tập thể dục bởi vậy. Đi từ dưới lên đây mệt, muốn nát thở luôn. Rồi cái săn góp quá trời đẹp luôn cả anh. Rồi quá trời săn góp đẹp. Thế nào tưởng tượng mà cái ở dưới đó vậy mà ở đây có cái săn góp. Đây là có khuẩn này thôi. Có nhiều thôi hả? Ê, thế ta, viên nó có nhiều hả? Viên nó có khuẩn. Thì có 1000 mấy. Ngàn mấy dân à? Có 2000 dân thôi. Rồi. Hồi xưa là bên kia chắc nhà thờ đó ta. Đường đi bộ lên trên kia đó. Nhà thờ gì đâu bên đó. Kìa, cái mấy người bên đó gan ghê. Trời ơi, quá trời luôn. Cao đẹp. Trời ơi, quá trời luôn. Đó. Wow, thì thô bồ. Nhà mình lên tới ngọn này cả nhà. Lên tới ngọn núi ở trên này. Bye Lina. Sợ không có cho Lina lại gần. Hôm nay chó kìa. Đây qua hai cái chõm bên đó nữa kìa. Có cái cầu. Có cầu nhỏ vô cái hang động đó nữa. Quá trời đẹp. Quá trời đẹp luôn. Ở đây có mấy con chim đó, nó bay quá trời bay luôn. Đi chắc nó đi vô trong cái hốc đó. Ê Lưu đi ơi, con qua bên cái hốc này không? Sợ Lưu đi. Thấy không, biết lắm mà, đi nó tới đó rồi kìa. Trời ơi, cái ngọn núi nó cao sừng sững như vậy mà trên đó là cái sân đánh góp. Cỏ xanh luôn. Quá trời đẹp. Bởi vì thiên nhiên ha, tự tạo quá nó thành như vậy chứ đâu có đâu có phải người mình làm ra như vậy đâu. Đứng như xa quá, không đứng gần, đứng xa xa vậy. Anh thấy đẹp không? Anh thấy đẹp không anh? Cái chỗ đó là cái chỗ Blue Ben ở chỗ này đó. Cái cái ngọn đá đó đó. Na đừng đứng nha. Kìa, người ta đang bơi chèo xuồng nhóc kìa, Na thấy không? Na nhìn chỗ ngọn núi đang có con chim kìa. Con chim nó đang trên cái ngọn núi á. Thấy không? Ta đang bơi xuồng nữa đó, không thấy không? Câu hả? Ta đang bơi xuồng. Ừ đúng rồi, đang câu. Đó, vòng vòng đây cũng có xuồng nhiều quá ha. Đó. Đi nữa là tuốt mị đằng kia nữa luôn á. Thôi, xa lắm. Tuốt mị đằng luôn. Đây mình cũng lên tới ngọn rồi. Mình đứng đây vòng vòng đây cũng đủ rồi.
ngắn trên này mát ha, đẹp nữa. Không có nắng luôn. Hồi sáng thì mưa nha. Gốp hả? Không đừng gầy. Cái lỗ hổng kìa, đây thấy cái lỗ hổng nè. Cảnh thiên nhiên hả? Thiên nhiên hùng vĩ. Kìa. Đây thấy không? Thấy không? Thấy cái lỗ không? Quy thấy. Đó, cái lỗ đó là lên trên báo, trên lịch, trên này này kia đủ thứ hết trơn. Là nó không có cảm chữ cái lỗ đó đó. Là gần gần ở đây có khi nào nó sụp rồi xuống không? Có nó xuôi. Đây mấy con chim mới nhiều quá anh ha. Ừ. Đúng không? Mấy con chim nhiều. Mặt nó phát leo lên hồi nóng luôn á chứ nó chơi được nha. Trời sợ, mình không biết bao nhiêu, nó cao bao nhiêu mét ha. Quá trời đẹp. Lên tới đỉnh nè. Đây. Đó, cả nhà thấy không? Chỗ đó là đẹp nhất luôn á. Rồi. Thôi mình không có đi qua mé bên kia nha cả nhà, tuốt bển nữa, không có đi. Giờ mình xuống. Xuống xong rồi đi mé bên hướng kia. Et pour marcher ça suffit largement ce temps. Oui. Ở trên đường mình đi xuống nè. Thấy cái bông này nó đẹp quá, cái bông màu tím. Ôi ơi nó đẹp, dễ thương lắm. Cho nên quay cái mình đi xuống, cả nhà đang leo xuống đây. Ngày xưa là chiến tranh thế giới lần thứ hai nè, thôi đạn pháo gì để đây nó chống bắn trả lại. Rồi cái này mình ăn này nha. Đây mẹ đây. Để từ sau khi mình chưa nắp để cái này cho con. Như hơi vô cho mẹ. Để cái nào cho con? Không, mấy nay đi chơi đi ăn có cái này trả tiền nè. Đây, mỗi miếng gì 10 đồng mà một cuốn như này rất nhiều miếng. Ở chỗ làm nó cho đó. Mình được 200, ông xã 300 là 500 đủ đi ăn đi chơi. À, nước lạnh. Lạnh. À, nước lạnh chứ. Rồi, anh ăn xong rồi giờ mình xuống đây mình cho cha con nó dọc nước. Mình cũng tháo dài ra để mình đội bộ nãy giờ á chứ. Cười quá à, mấy nhỏ nó nói đâu bình đem dép, nó nói đau, mình nói ủa sao đau. Tháo ra đi thử. Đau thiệt luôn á chứ. Sỏi rồi cả nhà. Trời ơi, cục nào cục nấy nó đẹp kìa. Ba. Đây đó, đi tới biển là bài này ra liều chiếu đồ nghề ra. Nãy mình ăn cái nhà hàng trên đó đó, bên kia người ta cũng tắm nhất đấy, bên kia người ta cũng tắm hơi lạnh thôi. Nó hả, chui lên nằm chùm mày kìa. Chui lên chùm mày kìa. Cú cú. Dọc sáng, nữa không? Sáng tắm lại ok đó. Dọc nữa không Ina? Ôi cái nè. Còn cái sỏi nó đẹp nè. Ha. Quá trời đẹp luôn. Sóng đánh vô giết mà nó sạch trơn luôn. Mà cục nào cục nấy nó tròn vo đều cũng nhận đẹp thiệt luôn á chứ. Bởi vì tại sao người ta không nằm dài nhóc hết trơn ha, đẳng ha. Đẹp quá à, mấy cái sỏi. Đẹp hết cây nha. Đi đi nó lỡ mấy cục bự nó làm cái đường. Đi nào không chơi với anh ba nữa hả con? Chơi anh ba nữa đi. Đau đầu. Nè, cái cục này đẹp ghê luôn nè.
Giờ chưa này được. Elina ta ta ta. Nó kéo mấy tụi nhỏ đó kìa. Cười em. Thôi nó không sợ hết ta. Nó đi gì nó không sợ hết ta. Nhỏ xíu à. Hả? À. Nhỏ xíu à. Mà nó lên nó đi gì kìa. À trên đó hả? Ừ. Lô đi đâu đi lên trên đó. Elina mời lên trên đó. Càng đánh lên trên.